em chào anh Trọng. Anh đợi loa lâu chưa anh? Không, cũng chả đợi gì đâu. Nhà anh đẹp thế. Anh à, nãy đi qua với anh em đã khen đây có nhà trồng nhiều hoa hồng thế. Thực ra thì em biết đây, em biết đây là nhà anh rồi, nhưng mà em đi kia em quay đầu thôi. Đúng rồi. Em quay đầu thôi. Bảo là cứ nhìn hoa hồng đấy. Vâng. Không, nhưng mà phải nói anh chắc là trước cũng si tình lắm, bởi hoa hồng nó tượng trưng cho tình yêu mà. Đâu, em trồng kinh doanh cơ mà. À thế ạ. Thế em thấy nhà cũng mình ngắm, vừa ngắm vừa bán thôi. Không, nhưng mà trồng hoa, những người trồng hoa là những người rất tinh tế, toàn thanh niên chưa vỡ làm những cái việc này nó dễ mà. Từ từ nhá nào. 2 3. Được. Anh à, hôm nay vợ anh có nhà hay đi làm rồi? Anh chưa lập gia đình à? Anh Chọn là giống mẹ bác nhỉ? Anh giống bác đấy. Trai giống mẹ thì là sống rất là tình cảm đấy. Không, mình bỏ cái câu khó ba đời, bởi vì từng này đất thì lo gì khó mà. Giống mẹ là rất là tình cảm rồi. Em mới về làm vườn này mấy năm thôi mà. À, mấy năm anh đã có một cái cơ ngơi như này. Chẳng hạn như cái nghề trồng hồng này của anh là anh có kiến thức từ trước rồi hay là mình... Không, cái này thì nó đơn giản mà, cái cây này. Không biết anh Chọn theo dõi bên em lâu chưa? Em chưa theo dõi đâu. Em thì không, nghĩa là cũng không âm nhạc mấy ấy. Vâng. Và em không ấy, đợt vừa rồi dịch thế là ở nhà cứ buồn buồn, ông bà buồn buồn bảo thôi mua lại đem lên. Thế thì động lực gì khiến anh mua loa bên em mà lại chốt cái con loa gọi là đắt tiền nhất bên em như thế này? Thì em lên em lướt lướt thấy, nói chung nghe qua đính thấy hay hay mà thấy mọi người mua nhiều đấy. em chốt ngay mà. Em vâng. Gọi xong em gọi cho các anh cái, em báo cho các anh cái là các anh bỏ cọc cái em cọc luôn, em có để ý. Thế thì anh dễ tính thôi. Vâng. Đang còn gọi chưa vợ thì nó dễ tính vậy anh nhỉ. Không gian nhà anh chơi con này đúng không? Rộng rãi không ảnh hưởng ai cả. Cái thứ hai là nó tiện. Cũng không muốn lắp dàn thì nó cố định quá. Con này là cứ thôi thì đẩy đẩy. Ở đây thì đôi khi bạn bè cứ xuống đây xong bắt đầu là ra tận người kia kìa. À. Bắt đầu là kiểu picnic rồi đấy. Quẩy ăn uống. Thế thì ok. Tí anh dẫn em ra chỗ đấy em xem thử ấy. À đâu, chỉ có ra vườn thôi. Chỉ chọn cái góc nào mà nó đẹp đẹp là anh em chỉ ăn loa anh chỉ cần để đây thôi. Còn nó thì Bluetooth nó vẫn xa, mình cầm mic bên kia mình hát được. Không cần phải để hẳn ra ngoài. Đúng rồi. Chính xác. Con này mic bắt xa lắm, mấy chục mét cơ. Em ở kia thì cái vườn cây ăn quả, cái cây bưởi ấy. Vườn kia kìa, thì ra ngoài đấy là bóng của nó mát lắm, bên dưới là nó mát lắm. Làm vài cái chiếu rồi đấy là thôi thì cứ ăn uống đánh chén no say. Cái loa này nhưng mà đấy không dàn anh nghe khác hẳn, khác hẳn luôn, nó thoáng nghe nó hay hơn hẳn luôn. Vâng. Đây là nó đang có nhà, nó đang được sống thực với cái không gian của nó đấy. Nó đang được thể hiện hết khả năng của chính nó. Xác luôn đấy. Nó đang là chính mình đấy. Ở đây em là không gian nó rộng lắm. Là volume là lúc nào nếu mà bật là cũng phải hết mức. Em là em phải thẩm định cái con này, nếu mà em thẩm định nó chuẩn là chỉ có em là gọi thẩm định chuẩn luôn đấy. Vâng. Bởi vì không gian rộng này nếu như mà loa mà không đủ sức nó loãng ngay, nghe ra ngoài nghe không đi bát đâu cả. Về cái dòng bát này ấy là nó là cái loại mới luôn hay là đã ra lâu rồi anh? Cái dòng bát của NR New Return này thì bản thân cái thương hiệu nó lâu đời rồi. Nghĩa là trước khi cái dòng bát này nó có một cái dòng bát khác, mặt của nó là màu đen. Thì cái dòng bát đó thì nó có từ lâu. Nên khi cái dòng bát nó ra, cái dòng bát mà cái mặt nó hơi xám này này, thì cái dòng này nó cải tiến, nó nâng cao cái trung âm của nó lên. Chẳng hạn như những cái loa karaoke bình thường anh thấy là bao giờ nó có một cái loa súp để nó bổ sung cái giải trầm. Nhưng mà khi mà cái loa này ra đời thì nó bỏ cái súp đi. Có nghĩa là cái loa này nó vừa đảm nhận được cái giải trầm và nó vừa có cái giải trung. Bạn ấy là em cũng xem, em mới xem thôi, em thì không, nghĩa là cũng ít hát với cũng không, kiểu là không đam mê cái món này mấy. Đấy. Nhưng mà lên xong bắt đầu nghe ấy, nó là nghe thôi thì là thấy nghe, không biết là do là mic bên mình thu âm tốt hay là loa tốt nữa, nghe thấy nó hay hơn chỗ khác. Đấy, vậy là nhưng mà xem ở chỗ khác có những cái con cũng như này mà nó cũng lắp súp vào. Đang bảo là con này chỉ có bát không thấy có súp. À. Em giải đáp cho anh nhé. Ví dụ như anh nghe qua điện thoại thì có thể là cái chất lượng đó nó không như là thực tế. Có thể là nó do là cái điện thoại thu vào này, hay là cái điện thoại của anh nó phát ra. Thế nhưng mà khi mà anh cùng cái điện thoại, cùng cái tai nghe của anh, mà anh lại nghe hai cái video của hai kênh khác nhau, thì lúc đó thì nó tương đối là chính xác. Em đang bảo đấy, đang bảo là con này không có súp mà nghe là thấy hay, mà cái con có súp nghe là chưa thấy hay mấy. Đấy, cho nên đang bảo là nó không có súp mà nó còn hay đúng không? Đấy là anh nghe qua mạng, thì anh nghe thực tế thì anh cảm nhận nó như thế nào? Nói chung chất lượng âm thanh bọn anh là có nghĩa là nó được như anh kỳ vọng so với khi mà anh nghe trên trên mạng không? Vâng, nó cũng đúng như là bọn anh đi giao thôi.
Cái này thì chỉ có được xem là nó có lâu bền không. Đúng rồi, cái đấy mình phải trải nghiệm thực tế. Cái cơ ở em đây là volume nó cứ kịch kim là đập một thời gian là xem là nó có giã ra không là biết ngay. Anh em mà đi qua nhá, thực ra là không có cái thiết bị thu âm mà để nó đặc sắc mà để nó quá nó quấy, chỉ là cái điện thoại quay. Đây, anh em quay bằng điện thoại đây. Điện thoại iPhone bình thường. Mà bọn em về là cũng không chỉnh sửa được cả âm thanh nguyên bản hết luôn. Giờ là thôi thì đang đợi để xem là nó chiến đấu được khoảng bao lâu. Dòng này vì những to... dòng này mà như cái bọn em ở đây sử dụng ấy là khi mà không dùng thì thôi, dùng là lúc nào cũng kịch volume luôn. Đấy. Nó gọi kịch kim ấy. Kịch kim luôn, nên là để mà test cái loại này thì thoải mái ngay luôn. Là xem là sức chịu đựng đến đâu. Cái volume này anh cứ bật thoải mái này. Còn cái volume này thì mình để ở giữa thôi. Chơi quả này cho nó tiện. Dàn đấy quá, dàn có nó bức bách quá, nó cố định quá, làm con này thì kéo loanh quanh. Đỡ phải dây dợ, đỡ phải là để cố định. Chứ bây giờ cái loa dàn mỗi lần anh muốn chơi ngoài trời anh lại set up lại như sân khấu thì cũng mà mất công quá. Nói chung mà để mà set up cái hệ thống âm thanh này như bọn em không chuyên để mà bây giờ mua đồ mà ghép thì là kể cả có ghép đắt nữa cũng không hay đâu mà. Nó không tối ưu được. Nó không đồng bộ. Đúng rồi. Nhiều ông vào chơi cứ khoe là con này đắt tiền, con kia đắt tiền, đến lúc ráp vào nghe không thấy đâu với đâu. Một có thể đồ chơi chuẩn, thứ hai là mình nó không tương thích với nhau thì cũng không hay được. Mua bộ kia nên nó bảo chứ anh hôm một bộ ở dưới Kim Sơn xem bộ dưới Kim Sơn nó bảo là 27 triệu, nó mà anh 27 triệu chưa chắc đã bằng ngon bằng mười mấy triệu. Đấy là tùy cái anh. Đúng rồi, cái chuyện đấy nó là có thật mà. Không phải là cái bộ đắt tiền mà gì đâu. Nó cũng giống như chậu hoa hồng của anh ấy. Đôi khi cái 5 triệu chưa chắc đẹp bằng cái 2-3 triệu. Đấy. Gặp người ta thích thì người ta trả cao, nhưng mà chắc gì đó đẹp bằng cái cây 2 triệu của mình đúng không? Để em thử vào bài nhạc mạnh hơn nhá. Cho bài gì mic đi để cho xóm biết là anh đang chuẩn bị cho một cuộc tình mơ. Ở xóm này cũng nhiều quả to lắm. Ở xóm này là có khi có em là sau cùng đấy. Em thì cũng không khoái âm thanh lắm cho nên là cũng không ấy, mình hát không hay cho nên nhà người ta có thể có loa đắt tiền hơn anh, nhưng mà chắc chắn là nói mà loa kéo thì em đảm bảo với anh cái vùng này thì con này là vô địch rồi. Đúng rồi. Nếu mà nói về loa kéo, loa ra ngoài trời. Vâng. Con của sĩ là cũng là loa kéo nhưng mà con đấy là chạy ắc quy. Tức là nó dùng mạch loa kéo chứ không đúng phải rồi, là mạch loa giạt. Nó là loa kéo. Đây con nhá, như lúc nãy em vừa giao bên Hà Nam có một anh trước vừa bán xong, mua đợt Tết xong rồi bán xong một con loa tủ cũng như thế này luôn. Anh ấy mua 9 triệu, bán lại 8 triệu. Thì là mạch của nó là mạch loa kéo. Chồng mua một con loa gấp đôi tiền, về vợ bảo thế con hôm nọ cũng y hệt như con này mà tại sao con này đắt hơn như thế. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là nó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Một con này chỉ mạch loa kéo, một con này có cục đẩy, có vang, có mic riêng biệt. Cái thông số này này. Vâng. Là chuyển chuẩn đét rồi cái gì? Cái này em chỉnh cho anh hết rồi. Em vừa mới tăng một tí bát nữa thôi. Nhưng cái này nếu mà sau này mà có chọc máy cái gì mà bọn em chỉnh lại thì nó có một kiểu gì không? Hay là cứ nghe như bọn anh là thẩm âm bọn anh chỉnh hay là nó có một cái tần số để mà mình xác định. Có nghĩa là tất cả những cái này nhá, nếu mà anh mà để trung tính anh để 50% thì nhà xuất người ta đã để ở cái mức gọi là nó mức phổ thông, cái mức mà nhiều người sử dụng được nhất rồi. Thế khi mà em chỉnh thì thường mà em can thiệp vào một số cái, ví dụ cái reverb cộng vô này em tăng một chút. Để nó làm cái tiếng nhại nó trở nên nó mượt và nó trong luôn này. Cái repeat delay em tăng thêm một tí, một tẹo thôi. Để cho nó nhại nhiều và nó thêm một chút để mình hát nó cảm giác như là nó mượt mà nó đỡ khô. Đấy, nghe nó ấm hơn. Mình làm nó tối ưu hơn đúng không? Còn... Thế còn em vừa tăng một chút bass này là để tăng cái giải trầm để mình nghe ngoài trời cảm giác nó tiếng bass nó lực hơn. Thế thôi. Thế còn nếu như mà mình mà muốn về trung tính thì mình cứ để hết trên 12 giờ, thẳng 12 giờ là nó ok. Chuẩn rồi, cái này sau con lên. Hát hò cái thứ là chỉ chỉnh vang. Đúng rồi, mình chỉnh ba cái này thôi. Bởi vì cái dòng vang này là dòng vang số như Liker. Có nghĩa là vang số, chip xử lý số nhưng mà chỉnh cơ. Chỉnh được. Cho nên là nó làm tối giản để cho người dùng dễ nhất rồi. Nó có những cái dòng vang phức tạp lắm anh ạ, phải cắm máy tính chỉnh rất là đau đầu luôn. Cô đây cái thứ là hầu như nó bảo là không bao giờ không phải chỉnh cái gì nữa. Đúng rồi, cái này là nó tối ưu cho mình rồi. Mà cái con này nếu mà đẹp ngoài trời này, anh ra xa nghe hay hơn ở gần cơ. Mình cứ ra cách tầm khoảng 15-20 mét nghe hay rất hay. Nó ví dụ mình ở gần thì là mình mở nhỏ. Đúng rồi, gần con này thì nếu mà gần như anh em mà đứng đây chỉ mở tầm 3-40% thôi. Như này mình được khoảng 25-30%. Khi nào mà anh mở nhạc cái này là hoa sau này nó lại nở đẹp hơn luôn anh Hùng nhỉ? Đôi khi nó biết cảm thực vật, nó biết cảm thụ âm nhạc đấy. Cái đấy đấy để xem là nếu mà nó có nở đẹp hơn là em báo bọn anh sau kéo luôn. Có khi thanh long xong này ra quả ăn thì ngọt hơn đúng không? Nói chung là
mà loa kéo thì thông thường là cứ dùng cái con ắc quy, con nhỏ nhỏ ấy, nghe cái loại, nghĩa là nghe ở trong phòng hàng loa dàn thì không so sánh đúng không? Nhưng mà loa kéo đến như cái con này, bây giờ nghe những cái con loa kéo kia là thấy nó là không nghe luôn đúng không? Ngay cả bọn em cũng thế thôi. Ngày xưa bán những cái dòng loa rẻ thì mình nghe mãi mình cũng quen với cái chất lượng âm thanh của nó, mình cũng thấy nó hay. Thế cho nên khi mà mình bán những cái dòng cao cấp này thì thực sự khi mà quay lại test những con loa nhỏ đúng kia rồi, là mình cảm giác nó kém rất là nhiều luôn. Lại khó đánh giá. Đấy, nó là như thế đấy. Trước kia thì mình khen bằng thật đấy, bởi vì trong cái tầm gian lúc đấy ấy, đúng nó rồi. Là hay. Cái tai mình cảm nhận lúc đấy là rất là hay. Nhưng mà đến lúc bây giờ mà mình nghe con này nhá, xong mình quay lại nghe cái đấy cảm giác nó nản lắm. Ừ, nó khác nhau nhiều lắm. Bởi vì tai của mình nó đang hưởng thụ cái âm thanh mà nó đang cảm nhận cái âm thanh nó ở cái tầm cao rồi. Có nghĩa là cái thước đo của nó là mình đã quy về con này rồi, thì mình nghe những con thấp hơn thì mình cảm giác nó rất là khó nghe. Đúng rồi. Anh thử cái mic của nó đi. Đúng rồi, anh có khi anh karaoke một bài. Anh test một bài đi em xem nào. Em để hát nó không hay này đâu giờ cũng. Kệ anh ạ, hay không hay mình cứ anh hát đi một bài đi xong là để tìm đấy em. Ở đây có hoa hồng nữa anh Hùng, anh có thể là tức cảnh sinh tình anh. Anh sẽ hát một bài về Đà Lạt, bởi vì không gian Đà Lạt cũng nhiều hoa như thế này. Cái này là nó mới mưa đấy, còn nếu mà trời nó không mưa thì giờ nhìn nó đẹp lắm. À vâng. Nó mưa nó thối hoa. Lắng chiều xuống thành phố mộng mơ, màu là tím Đà Lạt xưa. Anh là đi bán loa với hát hay thế này, hát hay trước khi bán loa rồi. Anh hát từ lúc hay từ lúc anh sinh ra rồi. Tưởng là phải có loa thì biết hay. Không, anh có loa anh cũng hát hay thế. Không đúng, cái loa nó hay thì nó là một cái yếu tố để cho mình hát hay dần hay lên mà. Mình khi mà mình tự tin mình hát thì rõ ràng là mình hát sẽ hay. Với lại ví dụ như là mình không phải chê, nhưng mà đây anh em mình nói chuyện nó trao đổi, ví dụ anh hát cái con loa mà nó cùi cùi một tí. Anh hát cái mic ấy, nó mệt ấy. Đúng rồi. Nặng mic. Nó không muốn hát, bởi vì sao mình nó cái tư tưởng mình khi mình hát nó mệt quá, thì ai buồn cố đâu. Hát xong rồi đau hết cổ ấy. Đấy, cái con loa mà thở một cái ra đã ra thơ ra văn rồi thì nó sướng lắm, cảm xúc nó lên cao nhiều. Hôm nay là bọn anh là xuống giao cho em thôi gì? Bây giờ là em xong rồi về thì em lại đi ấy thôi. Dành dành cái em ở lại làm chén rượu. Thôi anh, thực ra thì nói thật nói vui rất nhiều, mà bây giờ em về phát là em cẩu hai con như thế này nữa lên trên Hòa Bình cơ. Thôi thì làm cả năm ấy. Lại làm chén rượu thử cảm giác là đồng quê thế nào. Cũng rất muốn thế nhưng mà thôi, có khi là cũng lại phải từ chối anh, bởi vì là cảm ơn cái lòng tốt của anh, thế nhưng mà giờ mà công việc nó bề bộn, em hôm nay mà không giao được mai lại gối với cái đơn khác, thế là thành ra là những khách lại vẫn đang rất là chờ đợi cơ, thành ra là cứ phải chạy liên tục, chỉ có thời gian nghỉ Tết thôi. Mà khách hàng thì ai cũng muốn nhận sớm, mình nhận lời thì mình cũng phải giao đúng hẹn. Đấy, là đi thì mua thì cũng là chỉ có đi tìm loa dàn loa kéo này thôi. Là mua thì đi lướt, em mới lướt mà. Em lướt thì chủ yếu là nghe thôi. Nhưng mà đi là đi lướt được, nhưng mà loa là loa mua là không phải mong mua là lướt anh nhá. Thấy nó nghe thấy đấy được cái là chốt luôn vậy. Cũng không tìm hiểu nhiều. Mà cũng mới biết kênh của bọn anh khéo biết đến hôm nay khéo được một tuần. Tuần chưa biết. Vâng. Thế là trước khi mà quyết định mua này thì anh đã tham khảo, anh định mua một cái sản phẩm nào chưa? Em là em mua là em cũng thích là cái con mà nó cơ động này là em không quan tâm đến loa dàn nữa. Có nghĩa là nhắm loa kéo ngay từ đầu rồi. Kéo luôn. Đấy, nhưng mà lắm kéo thì lướt thì thấy nghe cái, nghĩa là chúng nó cứ đi nghe mấy kênh thấy nghe chỗ này thấy hay. Thấy hay, nhưng mà thấy cái khâu gọi là cái khâu dịch vụ bán hàng thấy nhiệt tình với nó, nói chung là cũng cảm, nói chung là bây giờ cái kênh mà giao hàng như kiểu anh là làm chương trình kiểu anh là mới có kênh anh đấy. Còn mấy cái kênh kia chưa thấy kiểu vậy. Đúng rồi, kia thì họ chỉ có gọi là bán hàng tại cửa hàng thôi chứ mình không có đi quay kiểu này. Nên là thấy thôi, anh em thấy cũng ông chưa vợ rồi thôi, gặp nhau tí chưa mà có đổ gió không nhỉ? Mình không nên nhắc nhiều về cái từ chưa vợ. À, nó tế nhiều không, một chút. Này. Lên chương trình phải nhắc nhiều nhắc. Đúng rồi, nhắc nhiều. Anh là nhắc nhiều. Kết nối được chứ. Cái lần trước em nhắc mãi rồi có. Anh là phải nhắc nhiều, nhắc để cho các cô xem ấy, cô nào cô ưng cái là cô đặt loa lên. Hợp lý, hợp lý. Cả người. Hay quá nhỉ. Em không nghĩ là đấy. Em mà gần gần trên đấy là em gia nhập đội của các anh đi giao loa là có khi lấy được vợ. À, hay anh nhỉ. Mà kể cũng lạ nhỉ, hát thì hay mà làm sao mà lại như thế nhỉ. Bảo em không hát hay nữa đành. Thôi nhiều khi là cái duyên nó chưa đến. Duyên nó hẩm hiu. Kiểu người ta bảo là tìm tình thì tình chạy, mà trốn tình thì tình lại đến. Mình đang đi tìm thôi mà.
Thế nó phải chạy chứ. Thế năm nay anh Hùng ấy trốn đấy. Nó phải trốn luôn đấy. Nó phải khẳng định sẽ trốn. Bỏ sao không nhắc gì đến cái chuyện vợ có vợ hay chưa có vợ. Bỏ, năm nay cắt. Cắt nhá, cắt nhá, cắt nhá, không nói nữa nhá. Chính ra là từ nay không ai nói là anh Hùng chưa vợ nữa nhá. Đúng rồi, không ai nói. Mà anh thấy nhá. Chính là các chị em lại thích những người mà kiểu như có gia đình hoặc là kiểu kiểu có kinh nghiệm ấy. Như anh ấy non nớt quá thì thành ra là không có. Ôi anh em mình vào kia làm chén nước chè cho nó. Bọn anh đi giao cũng đa phần là giao ra ngoài tỉnh nhỉ? Vâng, chủ yếu là về các tỉnh anh ạ. Chứ còn Hà Nội bây giờ thì người ta cũng không mua nhiều đâu. Đa số là về tỉnh. Mà những cái sản phẩm này thì càng về quê người ta mua càng nhiều. Người ta có không gian rộng thoáng. Ngay cả bọn em thế thôi. Mình bán cái loa nhưng mà cũng là cái loa này, nhưng mà khi mà mình về mình giao cho khách mà âm thanh nó hay, mình cảm giác mình bán loa mình cũng rất là sướng đấy. Nhưng mà nhiều khi nhà ở thành phố là cái nơi chật chội ấy, ở trong phòng ấy, thì rất khó để hay. Phòng nếu mà hay được thì mình phải setup chuẩn như phòng karaoke ấy, tức là nó phải có tiêu âm hút âm, không có dây âm. Nhưng mà bây giờ nhà mình đa số Việt Nam mình là còn nghèo, chưa trang bị được cái phòng hát tiêu chuẩn. Thì đa số là phòng là cái phòng sinh hoạt bình thường. Thì khi mà anh mở vào trong nhà nghe nó kém hẳn luôn. Nên chẳng hạn như anh đang nghe đấy nó 10 điểm thì nếu mà anh cho nhà anh nghe nó chỉ được 4 điểm thôi. 3 điểm rưỡi anh chấm 3 điểm rưỡi. Có khi chưa được 3 điểm. Anh này thôi. Vâng. Em cũng rồi, làm được sớm là cũng chúc sức khỏe. Cảm ơn anh nhá. Anh nhá. Chúc cho anh thật nhiều niềm vui nhá. Vâng. Đấy, cái phiền nó cứ phát triển thật rực rỡ đấy. Yeah.